Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình lại chia sẻ cho các bạn một cách làm bánh da lợn nữa. Đó là bánh da lợn, khoai mì và màu lá cẩm. Thì mình mua khoảng là 3 củ khoai mì nhỏ nhỏ, rồi gọt vỏ và ngâm nước khoảng 5 tiếng. Rồi mình mới mài ra, đi mài hoặc là các bạn xay dùng máy sinh tố xay á. Mài ra được 600 g, mình cần 600 g thôi. Rồi đổ nước cho ngập cái khoai mì này. Rồi bây giờ sẽ lược ra, dùng cái lưới, cái khăn lưới để mình dắt cái nước này ra. Đó, dắt cái nước ra để rồi mình lắng trong cho cái nước nó lắng ở trên, rồi chắc cái nước đó bỏ và sẽ lấy cái tinh bột khoai mì ở dưới. Có nhiều người người ta không biết á, dắt ra như vậy rồi người ta bỏ luôn cả cái nước này thì cái tinh bột ở trong khoai mì á nó đi ra hết rồi và cái khoai mì nó sẽ không còn dẻo nữa. Mình dắt xong rồi, bây giờ đậy lại để khoảng 2 tiếng. Rồi sau 2 tiếng thì cái nước nó đã lắng trong rồi. Đó. Mình đi chắc cái nước này bỏ nha. Đó, chắc nước bỏ thì được cái tinh bột khoai mì nó lắng ở dưới nè. Rất là mịn luôn. Mịn mà trắng, trắng tinh luôn á. Cái này, cái bột này là rất là dẻo nè các bạn. Và bây giờ mình sẽ làm cái phần vỏ bánh, cái phần bột bao ở bên ngoài á. Khoai mì là cái nhân nha, còn đây là cái vỏ nè, 215 g bột năng. Mình cho 215 g bột năng và 20 g bột gạo. Thì cái này là cái phần vỏ bên ngoài nha, cái phần bột á, và 20 g bột nếp. 200 g đường. 200 g đường là vừa ăn đó nha các bạn, vừa ăn. Và 1/3 muỗng cà phê muối. Và đây nước cốt dừa, thì mình không có cái lon nữa, mình mua cái hộp giấy, cái nước dừa đựng trong cái hộp giấy của Thái Lan á. 300 ml nước cốt dừa, 200 ml nước lá cẩm. Để mình cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê rượu. Rượu trắng nấu ăn gì, rượu gum gì cũng được hết. Rượu nào cũng được, mình quậy cho nó tan. Rồi mình mới cho vào trong cái bột này. Mình trộn chung luôn trong cái bột này luôn. Đó, quậy ra cho nó tan bột. Rồi lược lại để cho cái bột được mịn. Cho vào đây 2 ống vani. Cho vào trong cái bột này luôn, 2 ống vani. Lược xong rồi các bạn để cho bột nó nghỉ khoảng 1 tiếng để cho bột nở. Bây giờ mình sẽ làm phần nhân khoai mì, có 50 g bột năng và 80 g đường. Vậy có là 350 ml nước cốt dừa, 2 ống vani, mình cho thẳng vào trong cái phần khoai mì này luôn. Trộn cái phần khoai mì này cho nó đều ra. Rồi mình cho vào đây 1/3 muỗng cà phê muối. Đó, dùng cái giá trộn đều. Và bây giờ mình chuẩn bị đi hấp nha. Đó, dùng cái chai chống dính nè, mình xịt cái khuôn để cho nó không có bị dính. Rồi mình cho cái phần lá cẩm ở phía dưới. Mình dùng cái cây giá lường cho cái phần bột lá cẩm và cái phần khoai mì nó bằng nhau. Một lát nữa mình hấp ra, nó không có cái lớp nào mà dày hơn cái lớp nào, nó bằng đều bằng nhau. Thì mình dùng cái giá hào á cho nó đều với nhau. Rồi đậy nắp lại, có cái khăn trên mặt để cho nó đừng có nhễu cái nước xuống. Mình hấp khoảng 4 phút hoặc là 5 phút thì cái phần bột nó sẽ chín. Mình hấp từng lớp vậy đó. Một lớp lá cẩm, một lớp khoai mì. Thì mình chán ra cho nó đều nè. Mình chán cái phần khoai mì ra cho nó đều. Còn khoai mì thì rất là khó đó. Mình phải dàn ra cho nó đều nhau.
đậy lại hấp khoảng 4 phút thì cái phần bột khoai mì này nó sẽ chín. Rồi bây giờ mình sẽ cho một cái lớp lá cẩm trên cái lớp khoai mì này nữa. Mình hấp chứ khi nào mà 6-7 lớp thì cái khuôn này nó sẽ đầy lên thì mình ngưng. Đó, một lớp lá cẩm, một lớp khoai mì các bạn hấp cho tới khi nào mà hết bột. Thì trong cái phần bột này, mình cái công thức này mình sẽ được một cái khuôn này cũng không có dày lắm, khoảng 6 lớp á. Rồi mình hấp thêm, còn phần dư, còn phần ít lại mình sẽ hấp thêm một cái khuôn nhỏ hình trái tim nữa. Đó. Cái khuôn kia thì mình hấp 3 lớp thôi, một lớp màu lá cẩm và một lớp màu khoai mì dày hơn, và trên mặt là một lớp lá cẩm nữa, là một cái khuôn hình trái tim nữa, thì mình chỉ hấp 3 lớp thôi. Rồi mình hấp từng lớp vậy cho đến khi nào hết bột nha các bạn. Khi bánh chín rồi mình lấy ra để cho thật là nguội rồi mình mới cắt. Mềm, dẻo, cái bánh da lợn khoai mì này nó ngon hơn rất nhiều so với cái bánh da lợn bằng bột. Thì mình mời các bạn hãy vào bếp làm thử cái món bánh da lợn khoai mì theo công thức của mình, rất là ngon luôn. Món bánh da lợn khoai mì của mình đã xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.